Kính thưa quý thính giả, hôm nay ngày 18 tháng 8, lễ Thánh Helena Hoàng hậu và Thánh Joanna Francisca de Chantal, nữ tu. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót xin mời quý thính giả nghe về cuộc đời Thánh Helena Hoàng hậu và Thánh Joanna Francisca de Chantal với giọng đọc của Teresa Mai Phương và Maria Kim Thúy. Ngày 18 tháng 8, Thánh Helena Hoàng hậu, năm 249 đến 329. Đọc lịch sử giáo hội, chúng ta không thể không nhắc tới quý danh một vị hoàng hậu, người đã cống hiến cho lịch sử nhân loại một vĩ nhân, một vị anh quân tài ba lỗi lạc, đã từng xẻ núi lấp sông. Đồng thời, người cũng hiến dâng cho giáo hội công giáo một tín hữu trung kiên, một cột trụ chống đỡ tòa nhà giáo hội đang bị sụp đổ, một người thợ lành nghề kiến thiết lại ngôi nhà vật chất của giáo hội, một bàn tay sắt đá bảo vệ giáo hội trước cơn bách hại dữ dội kéo dài hàng thế kỷ. Người đó không phải là ai xa lạ, chính là Hoàng hậu Helena, mẹ vua Constantino, một vĩ nhân của nhân loại. Hoàng hậu Helena sinh năm 249 tại Bithynia, trong một gia đình trung lưu. Bà kết bạn với võ quan chấp chính Constancio Coloro. Bà thường theo chồng đi công cán ở ngoại quốc. Qua năm 280, Constancio Coloro cùng với phu nhân sang công cán tại Dalmatia. Nơi đây, bà Helena sinh hạ một nam tử khôi ngô là Constantino, người sau này sẽ làm cho đế quốc Roma thêm hùng cường và giáo hội công giáo được vẻ vang. Nhưng sự đời lắm cảnh éo le, lòng người đổi yêu thành ghét như trở bàn tay. Constancio Coloro vì ham sắc đã phũ phàng bỏ rơi Helena để kết bạn với nàng Theodora, con dâu quan Maximino. Helena âm thầm đau khổ, ngày đêm khóc thương cho số phận đen bạc. Nhưng Chúa nhân từ hằng binh vực những người bị áp bức và thưởng công bội hậu những ai can đảm chịu đựng những thử thách Chúa gửi cho. Cuối thu năm 306, Constancio Coloro ngã bệnh nặng qua đời. Constantino được toàn thể đạo binh xứ Britannia tôn lên làm chủ tướng. Vốn là một người con có hiếu, việc làm đầu tiên của tân hoàng đế là rước mẹ về ở cùng một lâu đài với mình tại Treves. Bà Helena cùng với con lo chỉnh đốn lại mọi việc trong nước, thu phục nhân tâm, tăng cường binh lực. Địa vị của Constantino mỗi ngày một vững chắc. Là một tướng tài, thêm vào đó một trí thông minh khác thường, Constantino đã biết lợi dụng tình hình rối ren ở Ý. Do lòng dân căm phẫn, chế độ độc tài khát máu của bạo chúa Maxentio gây nên, ông huy động toàn lực để chinh phục nước Ý. Vì nước ông là một nước nhỏ bé, nên lực lượng của ông không thấm vào đâu sánh với binh lực của đối phương. Nhưng ý Chúa nhiệm màu, muốn dùng một lực lượng yếu kém để thắng một sức mạnh hùng hậu, ngõ hầu cho mọi người nhìn nhận bàn tay Thiên Chúa hiện diện nơi đó. Cuộc xuất chinh bắt đầu. Khi đoàn hùng binh băng qua dãy núi Alps, thì hoàng hôn bắt đầu bao phủ cả dãy núi. Constantino đóng quân tại núi. Từ đỉnh núi, ông quan sát địa thế địch quân. Lạ thay,
ông nhìn thấy ở chân trời một hình thánh giá vĩ đại. Hình thánh giá đã ghi sâu vào tâm khảm ông một niềm tin sắt đá. Ông hoàn toàn tin tưởng vào cuộc chiến thắng sắp tới. Để cụ thể hóa niềm tin, Constantino lệnh cho tướng sĩ phải vẽ trên thuẫn mộc tên Chúa Kitô. Chúa Kitô đã chúc lành cho sáng kiến của Constantino, người đã cho ông thắng trận vẻ vang. Từ đó, thánh giá được thừa nhận như một dấu hiệu đẹp đẽ và ý nghĩa nhất trong khắp đế quốc Roma. Người ta ghi khắc thánh giá trên các lâu đài, phù hiệu và tiền bạc. Thế là một kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Vinh quang của con cũng là vinh quang của mẹ. Bà Helena cùng với con là hoàng đế Constantino khải hoàn vào thành Roma. Từ nay, bà cùng con cai trị cả đế quốc Roma rộng lớn. Helena được tôn phong làm hoàng thái hậu. Bà có quyền sử dụng ngân khố đế quốc và điều khiển mọi việc trong đế quốc. Theo sử gia Eusebio, thì chính hoàng đế Constantino đã khuyên mẹ trở lại đạo. Bà Helena đã nhờ con mà tìm thấy chân lý phúc âm. Con người can đảm ấy, một khi đã trở lại, sẽ trở thành một tín đồ nhiệt thành với công việc tông đồ. Chính bà đã truyền xây cất nhiều thánh đường vĩ đại. Ngoài ra, bà cũng khuyên hoàng đế Constantino dùng thế lực của mình để mở mang đạo thánh Chúa và dùng tiền bạc phong phú của đế quốc để xây dựng những đại giáo đường vĩ đại, chẳng hạn như đại giáo đường thánh Phêrô đã được xây cất trên chính ngôi mộ vị thủ lãnh các tông đồ. Không thỏa mãn với những công việc xây cất vĩ đại, mặc dầu là những thánh đường đi nữa, vì dù sao, những công cuộc đó có vĩ đại mấy chăng nữa, nó cũng tàng ẩn một sự phô trương bên ngoài. Bà Helena muốn sống một cuộc đời bác ái theo đúng tinh thần phúc âm. Bà cung cấp mọi nhu cầu cần thiết cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ. Đối với các tội nhân, bà rất khoan hồng dễ dãi. Bà giải phóng các tội nhân, ân xá các phạm nhân bị kết án tử hình, hồi hương những tù nhân lưu đày, bênh đỡ những người yếu đuối, nghiêm khắc với những người cậy quyền ỷ thế áp bức dân lành. Qua năm 324, hoàng đế Constantino đưa quân chinh phạt hoàng đế Đông Phương là Licinio vì tội sát hại người Công giáo. Kỳ xuất quân này lại một lần nữa đem lại chiến thắng vinh quang cho hoàng đế Constantino. Cuộc chiến thắng này đã cống hiến cho Helena những lãnh vực hoạt động bác ái và truyền giáo rộng rãi hơn nhiều. Tuy nhiên, công cuộc vĩ đại nhất Chúa Quan Phòng muốn giao phó cho Helena thực hiện để làm cho danh bà được sống mãi trong lịch sử giáo hội có lẽ là công cuộc đào bới tìm kiếm thánh giá Chúa Giêsu. Vốn là một phụ nữ can đảm, ưa hoạt động, thích mạo hiểm, bà Helena cùng với đoàn thám hiểm lên đường tiến thẳng về đất thánh để đào bới tìm kiếm các di tích thánh. Bà đi qua Balkans, Cipro, Tyro và dừng lại ở Jerusalem. Việc đầu tiên của bà là đi viếng các nơi thánh. Helena xây cất hai đại giáo đường, một tại núi Cây Dầu và một ở Bethlehem. Nhưng mục tiêu chính của cuộc hành hương này vẫn là việc tìm kiếm thánh giá Chúa Giêsu. Đến đây, chúng ta hãy nghe Thánh Ambrosio tả lại cuộc tìm kiếm lịch sử này. Helena khởi sự thăm viếng các nơi thánh. Bấy giờ, Chúa Thánh Linh thôi thúc bà tìm kiếm thánh giá Chúa Giêsu. Khi tới núi Sọ, bà nói: "Đây là bãi chiến trường, dấu hiệu chiến thắng ở đâu? Tôi mải miết tìm cho được ngọn cờ cứu rỗi mà tôi chưa tìm thấy."
Bà truyền đào bới chính nơi Chúa Giê-xu đã chịu đóng đinh. Giữa đống đất đá hỗn độn, bà tìm thấy ba thánh giá bị lấp kín dưới làn đất. Một bầu khí nghi ngờ bao trùm tâm trí bà. Có thể nào cuộc chiến thắng oanh liệt đến thế lại bị quên lãng như vậy? Helena bối rối, do dự như trăm ngàn người phụ nữ khác. Được Chúa Thánh Linh soi sáng, bà nhớ có hai tên trộm cướp cùng bị đóng đinh với Chúa Giê-xu. Helena tìm thập giá nằm giữa. Nhưng rất có thể khi sụp đổ, trật tự ban đầu đã bị đảo lộn. Bà đọc lại phúc âm, thấy kể thập giá Chúa Giê-xu mang bảng chữ ghi câu này: Giê-xu Nazareth, vua dân Do Thái. Nhờ bảng hiệu đó, bà tìm thấy thánh giá cứu rỗi. Helena liền quỳ gối thờ lạy thánh giá Chúa Giê-xu. Thế là Helena đã đạt ý nguyện mong ước bấy lâu. Ý nguyện đã đạt, thánh nữ không còn ước mong gì hơn là mau chóng được về thiên quốc để được cùng với các thánh chiêm ngưỡng đấng đã nằm trên thánh giá chính tay bà tìm thấy. Tuổi đã cao, sức đã kiệt, đã đến giờ Thiên Chúa thưởng công đầy tớ trung tín của người, một phần thưởng trường sinh bất diệt. Mùa thu năm 329, Thánh Helena từ giã cõi trần. Linh hồn bay về trời, hưởng dung nhan ba ngôi Thiên Chúa vĩnh cửu. Xác thánh nữ được an táng trọng thể tại Roma. Kính xin thánh nữ Helena đang hưởng mặt Chúa vinh hiển đời đời. Xin Ngài dạy cho chúng con biết nhiệt thành với công cuộc truyền giáo và biết sống bác ái như thánh nữ xưa, để mai ngày xứng đáng được cùng với Ngài chung hưởng nguồn tình ái vô biên của Chúa trên thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng con. Amen. Thánh Joanna Francisca de Chanta, nữ tu. Thánh Joanna Francisca de Chanta, nữ tu, sinh năm 1572, qua đời năm 1641. Joanna Francisca Frenmiet chào đời ngày 23 tháng 1 năm 1572 ở Dijon, là con của vị chủ tịch nghị viện. Thuộc một gia đình công giáo đạo đức, ông đã đào tạo con gái của mình nên một đứa trẻ có đời sống tín hữu mạnh mẽ, học tập như các trẻ em khác. Thánh nữ có một tinh thần sống động và tỏ ra vừa vui tươi vừa đứng đắn. Dầu còn nhỏ, Joanna Francisca quyết xa rời những người lạc đạo. Ngài la hét khi có ai trong số họ chạm tới Ngài. Khi đến tuổi hòa mình với đời sống đài các, sự dè dữ của thánh nữ chứng tỏ Ngài đã không ao ước một cuộc sống dễ dãi trống rỗng. Một trong những nhiệt huyết nơi Ngài là được thực hiện những công trình lớn cho Thiên Chúa. Ngài muốn được tử đạo. Ngài đã phát khóc khi thấy những người khốn cực. Ngài nói: "Nếu không yêu thương người nghèo, tôi thấy mình như không yêu mến Thiên Chúa." Vị bá tước De Chanta thấy rằng Joanna Francisca sẽ là người vợ quý nhất trên thế gian. Cuộc hôn nhân hoàn tất, Joanna Frenmiet lúc ấy 20 tuổi trở thành Joanna De Chanta. Buổi đầu, vị nữ bá tước trẻ lo âu vì những món nợ cũ phải thanh toán, nhưng Joanna đã vui cười bắt tay vào việc. Ngài dậy từ 5 giờ sáng, dự thánh lễ, dùng ngựa để đi thăm nông trại và đất đai, kéo sợi và may vá với những người giúp việc. Ngài tỏ ra là một người quản lý danh tiếng, đồng thời
cũng rất bác ái và dễ yêu đến nỗi người ta gọi ngài là bà Phúc Hậu. Có người còn nói rằng mình thích mang bệnh để được nữ bá tước viếng thăm. Nhưng ngài cũng biết rằng săn sóc và mỉm cười chưa đủ, phải có Chúa giúp sức. Chẳng hạn đến với một bệnh nhân xem như tuyệt vọng, ngài thức đêm cầu nguyện và đến sáng thì bệnh nhân được lành. Vị bá tước nhiều lần thấy người vợ đầy lòng bác ái quỳ cầu nguyện. Khi xảy ra nội chiến, cảnh khốn cùng lan rộng khắp làng quê, vị bá tước đón tiếp các người bị bỏ rơi, bệnh tật và các trẻ sơ sinh. Đoàn người thiếu ăn trong vòng 7 dặm tuôn đến. Ngài tự tay múc cháo phục vụ mọi người. Thấy người đã được trợ cấp trở lại, ngài không từ chối giúp đỡ họ và thưa với Chúa: "Con đến gõ cửa van xin lòng thương xót của Chúa. Nào là con có muốn đến lần thứ hai, thứ ba mà bị xua đuổi đâu." Bá tước Đề Chan Ta là một sĩ quan, thường vắng mặt để phục vụ nhà vua nơi triều đình hay trong quân đội. Khi thấy thánh nữ bỏ đồ trang sức và áo nhung, tự khép mình với 6 người con và các việc nội trợ, dành nhiều thời gian hơn để cầu nguyện. Khi bá tước trở về, ngài tổ chức ăn mừng với nét mặt rạng rỡ vui tươi, hạnh phúc chiếu sáng tổ ấm gia đình. Nhưng trong một cuộc đi săn, bá tước bị tử thương. Người vợ trẻ thành quá bụa lúc 28 tuổi đã đau đớn khóc lóc: "Lạy Chúa, xin hãy cất đi mọi của cải và con cái, nhưng xin để lại người chồng yêu quý mà Chúa ban cho con." Dẫu vậy, trong cơn thất vọng, thánh nữ đã điều khiển được lòng mình và tìm vâng theo thánh ý Chúa. Gioana Phasica phải từ giã lâu đài để về sống gần cha chồng. Những người nghèo vây quanh xe ngài khóc lóc vì họ đã mất người mẹ hiền. Một cảnh huống nặng nề đang đợi Gioana nơi nhà cha chồng. Người quản gia già nắm mọi quyền bính, bắt ngài nuôi nấng con cái bà với con cái của thánh nữ. Người đàn bà trẻ đã cố gắng để khỏi bị chống đối. Ngài luôn hiền hậu và không hề làm cha chồng nổi nóng. Ngài cũng tổ chức một phòng thuốc cấp cứu và săn sóc người nghèo. 7 năm trôi đi trong nếp sống khó khăn và hãm mình. Năm 164, Gioana Phanxicà gặp thánh Francisco Salesio, vị thánh quyết định đời ngài. Thánh nhân giảng mùa chay tại Dijon và nhận thấy thánh nữ chăm chú nghe mình. Thánh nhân hỏi thánh nữ có ý định tái giá không? Thánh nữ nói không. Và thánh nhân đã trả lời: "Vậy phải kéo bảng hiệu xuống. Chỉ muốn Chúa thôi, đừng làm đỏm, dẹp bỏ tất cả chi tiết phong lưu lẫn lòng kiêu hãnh." Gioana tự lo cho mình, phục vụ người nghèo, lau rửa những người khốn khổ đầy cháy rận, mặc đồ sạch sẽ cho họ, rồi nấu giặt và vá mạng áo quần cho họ. Thánh Francisco Salesio dẫn ngài tới sự thánh thiện bằng đời sống hàng ngày càng kết hợp sâu xa hơn với Chúa. Thánh nhân cũng quả quyết rằng thời giờ đã đến để thánh nữ từ bỏ thế gian. Đường chân thực của thánh nữ là trở nên tu sĩ và thiết lập dòng thăm viếng. Gioana đã anh hùng từ giã gia đình. Ngài dẫn người con gái không lập gia đình là Francois để bổ túc việc giáo dục bên cạnh ngài. Người con trai ở lại với ông nội đã chống lại việc ngài ra đi và nằm ngang cửa ngăn cản. Cử chỉ của thánh nữ không theo tầm mức của chúng ta. Gioana lau nước mắt bước qua mình con. Ngài biết rằng con mình sẽ không bị bỏ rơi vì ngài đã trao phó cho người cậu là Tổng giám mục Bosch. Và mỗi khi cần đến, ngài sẽ đi thăm để lo cho lợi ích của các con. Tháng 6 năm 1610, thánh nữ đã thiết lập tu viện đầu tiên ở Annecy và khẩn nguyện luôn thực hiện điều gì xem ra hoàn hảo hơn. Danh tiếng của các nữ tu dòng thăm viếng tận tâm phục vụ người nghèo, bệnh nhân và giáo dục các thiếu nữ lan rộng mau chóng. Suốt 30 năm, mẹ De Chanta đã thiết lập nhiều tu viện, hiến mình làm mọi việc. Vào cuối đời, ngài kể lại: "Tôi như những nữ tá thô kệch thời thu hoạch,
người cha gia đình nói với họ: hãy đến chỗ này, hãy đi chỗ nọ, hãy trở lại cánh đồng này, hãy đi tới chỗ khác. Chẳng hạn người cha Diễm Phúc của chúng tôi đã nói: hãy đi thiết lập ở Lyon, Grenoble, hãy trở lại để đi Bourges, hãy đi Paris, hãy từ giã Paris và trở lại Dijon. Chẳng hạn, nhiều năm tôi chỉ đi và đến. Khi thì ở một trong những cánh đồng, khi thì ở một nơi khác của cha thân yêu. Nơi nào thánh nữ đi qua, Ngài đều để lại sự êm dịu, sự phấn khởi và niềm tin tưởng. Người ta thấy Ngài chống lại sự nhọc mệt bằng niềm vui và can đảm. Linh động trong công việc, Ngài nấu ăn và coi bò. Giờ giải trí, Ngài vui vẻ với các nữ tu, khiến họ nói: khi mẹ chúng ta không giải trí được là thiếu một phần vui tươi êm ái. Bệnh tật không ngăn cản Ngài săn sóc và nghĩ tới mọi sự. Với một trí khôn nhanh nhẹn và chính xác, một lúc Ngài đọc cho 3 nữ tu ghi chép. 19 năm trước khi qua đời, Gioana Francisca mất người bạn, người cha, người nâng đỡ là Thánh Francisco Salesio. Sự đau đớn của Ngài thực sự lớn lao. Rồi đến cái chết của người con trai, để lại một cháu gái sẽ là nữ nam tước De Sevigne. Các tang lễ liên tiếp nơi các người thân, nhưng thử thách lớn lao nhất của thánh nữ là những chán nản nội tâm. Những cám dỗ kinh khủng nghịch lại đức tin. Ngài không hề tỏ lộ những đau đớn của mình và lấy sự bình thản để phủ lấp những lo âu. Mẹ de Clogy đã nói về những khô khan liên tục của Ngài. Chỉ trong cõi đời đời, người ta mới biết hết được. Khi Ngài qua đời, cha giải tội nói: suốt 23 năm, tôi đã thán phục nơi thánh nữ một lương tâm tinh ròng trong suốt và rõ rệt hơn cả pha lê. Trong những hành trình cuối cùng, mẹ de Chanta được gieo mừng khắp nơi. Khi có dịch hạch ở Annecy, Ngài đã không từ chối bỏ nơi này và tăng gấp các việc bố thí và lời cầu nguyện. Ở Saint-Germain, hoàng hậu đưa 2 người con tới gặp và xin Ngài chúc lành. Ngài hân hạnh được gặp Thánh Vincent Paulo. Dân Paris chen lấn để mong chạm tới Ngài và nghe Ngài nói. Trở về, Ngài ngã bệnh ở Munoz. Tới phút cuối, Ngài vẫn còn lo lắng đến mọi việc. Và sau 3 lần kêu danh Chúa Giê-xu, Ngài tắt thở vào ngày 13 tháng 12 năm 1641 tại Munoz. Người được an táng tại Annecy, trong nguyện đường của tu viện. Vì những công đức người cống hiến cho nhà dòng, những phép lạ và những nhân đức anh hùng Chúa ban cho người khi người còn sống cũng như khi người qua đời, Chúa đã thưởng công cho người. Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 13 đã phong thánh cho Ngài vào năm 1767. Lạy Thánh Nữ Gioana Francisca de Chanta, xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con trước tòa Chúa, để chúng con biết trung thành với ơn Chúa gọi, để mọi người nhìn thấy ánh sáng của Chúa trong những việc chúng con làm. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Đấng Tinh Quân con tôn thờ, con nay thuộc về Chúa. Chúa nay thuộc về con, mũi tên nào say đắm bắn chúng con tim hồng, để từ nay con sống là sống cho tình yêu, và dù cho con chết là chết cho tình yêu. Xin làm nô lệ của tình yêu.
thức giấc sau đêm trường. Lạy đấng tình quân con tôn thờ, con nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con. Mũi tên nào say đắm bắn chung con tim hồng, để từ nay con sống là sống cho tình yêu, và dầu cho con chết là chết cho tình yêu. Chúa muốn gì trên bàn thế đời con? Con chỉ là tay trong với hư không, con chỉ là tí nữ bao khôn cùng. Lạy đấng tình quân con tôn thờ, con nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con. Mũi tên nào say đắm bắn chung con tim hồng, để từ nay con sống là sống cho tình yêu, và dầu cho con chết thành vắng với hy sinh, để nên lời ca hát khúc ân tình. Lạy đấng tình quân con tôn thờ, con nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con. Mũi tên nào say đắm bắn chung